Chào các đồng chí và các bạn. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi chuyên mục An ninh Lâm Đồng. Chuyên mục hôm nay sẽ có các tin chính sau đây. Ủy ban Nhân dân tỉnh tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương mở lớp bồi dưỡng công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng tại Lâm Đồng. Khởi tố nữ taxi gây tai nạn làm 3 người tử vong. Trước hết, mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi ghi nhanh Công an Lâm Đồng nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2018. Thưa các đồng chí và các bạn, nhằm kiểm điểm đánh giá kết quả đã làm được và chưa được trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác công an năm 2018, bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019. Ngày 7 tháng 1 năm 2019, Công an Lâm Đồng đã mở hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phan Văn Đa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: với tinh thần nhìn thẳng với sự thật, nói đánh giá đúng sự thật, thì tôi đề nghị các đồng chí trong phân đội, ngoài cái phát biểu nghe phần trung gian thì có chỉ tham luận lần này là báo cáo chính là phải đi thẳng và đánh giá để chúng ta thẳng ở đây là gì, để phát hiện ra những yếu kém của mình, từng đơn vị khắc phục, từng cá nhân khắc phục, từng đi tập thể của công an tỉnh sẽ có nhiều mặt khắc phục và sẽ chuyển biến. Năm 2018, bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Công an Lâm Đồng đã triển khai toàn diện các mặt công tác công an một cách hiệu quả. Với khẩu hiệu đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, năm 2018, Công an Lâm Đồng đã đẩy mạnh công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, cải cách thủ tục hành chính và xác định 9 nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện. Trong đó, mục tiêu là giữ vững sự ổn định về chính trị, kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Với những cố gắng của toàn lực lượng, năm 2018, Công an Lâm Đồng đã khám phá thành công 592 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 85,8%, trong đó trọng án đạt 100%, tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế, trong đó số người chết giảm 3,65% so với năm 2017. Với những thành tích đó, năm 2018, Công an tỉnh và 3 đơn vị thuộc Công an Lâm Đồng được Bộ Công an tặng cờ thi đua. Đặc biệt, Công an thị trấn Đạ Tẻ được nhà nước tặng thưởng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu dương những kết quả mà cán bộ chiến sĩ Công an Lâm Đồng đã đạt được và lưu ý thêm: bây giờ đối với cái lực lượng là bảo vệ pháp luật, bảo vệ đảng, phải gương mẫu, làm thế nào để chúng ta thực hiện tốt, góp phần thực hiện tốt các cái chủ trương chính sách của đảng và nhà nước, đặc biệt là bảo vệ được pháp luật. Vấn đề thứ hai nữa, trong cái ý này tôi đề nghị là chúng ta tiếp tục phát huy tinh thần dân chủ, phê và tự phê mình trong cái xây dựng nội bộ. Cũng tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, ngoài việc ghi nhận những thành tích của Công an Lâm Đồng, đồng chí đã đặc biệt biểu dương những mô hình cách làm hay của Công an Lâm Đồng trong việc triển khai thực hiện cuộc vận động, xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ bằng việc xây dựng khẩu hiệu riêng của Công an tỉnh và in cẩm nang thực hiện cuộc vận động phát đến từng cán bộ chiến sĩ. Đồng chí cũng chỉ ra những vấn đề mà Công an Lâm Đồng cần tập trung thực hiện trong năm 2019. Trong đó, phải chủ động trước mọi tình hình, không để đột xuất bất ngờ, quyết tâm đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Lực lượng công an thực sự là nòng cốt, nhưng mà cái sự tham gia của hệ thống chính trị. Chứ mình lực lượng công an làm sao mà phối chặt chẽ quân đội rồi các cơ quan nội chính ta xử lý, cái đó. Cái thứ hai là đảm bảo an ninh các vùng dân tộc. Cái thứ ba là chúng ta tập trung vào cái kết quả là tỷ lệ điều tra khám phá của chúng ta tăng lên. Với sự chỉ đạo sát sao của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, sự đoàn kết thống nhất của toàn lực lượng, tin tưởng năm 2019, Công an Lâm Đồng tiếp tục có những bứt phá để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với khẩu hiệu hành động: chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
Chiều ngày 8 tháng 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng. Đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Năm 2018, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh tiếp tục được xây dựng, củng cố, đi vào chiều sâu. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được nhân rộng. Qua đó, an ninh trật tự được đảm bảo, không để bị động bất ngờ hay phát sinh điểm nóng. Hiện toàn tỉnh có 1.043 khu dân cư, xã, phường, thị trấn và 1.756 cơ sở, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự. 83 mô hình tự quản về an ninh trật tự đang được duy trì và phát huy hiệu quả. Các cấp, ngành đã tổ chức gần 2.200 buổi phát động, qua đó người dân cung cấp gần 2.000 tin tố giác tội phạm có giá trị, giúp lực lượng công an điều tra, làm rõ 592 vụ phạm tội về trật tự xã hội. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Việt đã biểu dương thành tích, nỗ lực của cán bộ và nhân dân toàn tỉnh. Đồng chí cũng đã triển khai 7 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Trong đó nhấn mạnh, việc đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiếp tục đổi mới nội dung, biện pháp xây dựng phong trào phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đẩy mạnh việc thực hiện các yêu cầu tự phòng, tự quản, tự bảo vệ trong nhân dân. Tại hội nghị, ban tổ chức đã triển khai các quyết định khen thưởng của Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh. Theo đó, 310 tập thể cá nhân đã được Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018 và một số nội dung phong trào khác. Ngày 7 tháng 1 năm 2019, tại thành phố Đà Lạt, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của Đảng trong Công an Nhân dân năm 2018. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và trực tiếp giảng bài tại lớp bồi dưỡng. Gần 150 đại biểu là đại diện lãnh đạo cấp ủy, thành viên Ủy ban Kiểm tra các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ được truyền đạt các nội dung cơ bản của 7 chuyên đề liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Công an Nhân dân. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, thành viên Ủy ban Kiểm tra, các đảng ủy nắm vững hơn nghiệp vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy và ủy ban kiểm tra. Ngay sau lễ khai giảng, đồng chí Thứ trưởng đã trực tiếp truyền đạt chuyên đề áp dụng công tác khoa học tư duy hệ thống trong công tác kiểm tra giám sát thích ứng với tình hình thực tiễn hiện nay. Lớp bồi dưỡng sẽ bế giảng vào ngày 11 tháng 1 năm 2019. Với yêu cầu đơn giản thủ tục hành chính, giảm phiền hà, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi có yêu cầu hoàn chỉnh các giấy tờ cá nhân. Năm 2018, Công an các đơn vị địa phương trong tỉnh đã tổ chức hàng chục đợt về cơ sở làm chứng minh nhân dân cho người dân, tập trung tại những vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Qua đó, toàn tỉnh đã cấp mới, cấp đổi, cấp lại, điều chỉnh được trên 83.000 giấy chứng minh nhân dân, trong đó cấp mới gần 22.000 giấy chứng minh nhân dân. Ngoài việc đơn giản thủ tục, rút ngắn thời gian cấp giấy chứng minh nhân dân, lực lượng công an đã bố trí cán bộ làm thêm giờ, làm cả ngày nghỉ để đáp ứng nhu cầu làm giấy chứng minh nhân dân của người dân tăng cao. Không chỉ tận tình, chu đáo và nhanh chóng, cán bộ làm công tác cấp phát chứng minh nhân dân đã làm tốt công tác tra cứu để kịp thời phát hiện những sai sót, cũng như những trường hợp kẻ xấu trà trộn xin cấp giấy chứng minh nhân dân. Qua đó, đã kịp thời hướng dẫn người dân chỉnh sửa hoàn tất thủ tục. Với những trường hợp người già, neo đơn, tàn tật, các tổ cấp chứng minh nhân dân lưu động của công an các huyện, thành phố sẽ về tận nhà để làm cho người dân. Việc làm này đã làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân được nhân dân khen ngợi. Đẩy mạnh công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2018,
Công an thành phố Bảo Lộc đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân giao nộp và cam kết không tàng trữ sử dụng vũ khí tự chế, vũ khí quân dụng các loại, đồng thời mở nhiều đợt cao điểm thu hồi các loại vũ khí nguy hiểm. Bên cạnh đó, đơn vị còn quan tâm khen thưởng động viên kịp thời những tập thể cá nhân đã phát hiện thu hồi các loại vũ khí vật liệu nổ, khuyến khích người dân tố giác hành vi chế tạo, mua bán, sử dụng vũ khí trái phép. Qua đó, Công an thành phố đã thu hồi được 200 khẩu súng cồn, 70 súng tự chế và 180 dao lê mã tấu, vũ khí thô sơ các loại. Mặc dù đã được tuyên truyền, nhưng nhận thức của một bộ phận nhân dân còn hạn chế. Cá biệt còn có trường hợp lén lút tàng trữ, sử dụng súng để săn bắn chim, thú. Đáng chú ý, một số cá nhân còn mua từng bộ phận của súng qua mạng xã hội, sau đó lắp ráp. Việc tàng trữ, chế tạo, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép tiềm ẩn nhiều rủi ro nguy hiểm. Vì vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác và nghiêm chỉnh chấp hành. Liên quan đến vụ đánh bạc với quy mô lớn tại tầng hầm của ngôi nhà 156 Tô Hiến Thành, phường 3, thành phố Đà Lạt, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 27 đối tượng về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Trong số 27 đối tượng bị khởi tố có Trần Quang Hùng là chủ nhà. Hùng có vai trò chủ mưu đứng ra tổ chức sòng bạc và thu tiền sâu. Trước đó, từ tháng 5 năm 2018, phát hiện một sòng bạc hoạt động lưu động mỗi ngày một địa điểm, khi thì tổ chức tại xã Đưng Cơ Nớ, huyện Lạc Dương, rồi Nghĩa Trang, thành phố Đà Lạt, khi lại tổ chức trong rừng thông ở khu du lịch Hồ Tuyển Lâm. Đêm xuống thì di chuyển về hoạt động tại tầng hầm trong ngôi nhà của Hùng, với sự canh phòng cẩn mật. Phòng Cảnh sát Hình sự đã xác lập chuyên án và lên kế hoạch đấu tranh, triệt phá, bắt quả tang 51 con bạc đang sát phạt nhau bằng hình thức sóc đĩa tại tầng hầm trong ngôi nhà của Hùng. Lực lượng công an đã thu trên chiếu bạc 319 triệu đồng, thu trong người các con bạc trên 700 triệu đồng, thu nhiều kiếm nhật, dao lê, mã tấu trong 8 xe ô tô của những người chơi bạc. Qua sàng lọc xác định, có nhiều con bạc chuyên nghiệp đến từ các địa phương Long An, Đồng Nai, Hà Nội, Quảng Ninh và Hải Phòng đến chơi bạc và cho vay tiền ngay tại sòng. Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 20, đoạn qua thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, làm 3 người chết, 4 người bị thương. Công an huyện Đức Trọng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nữ lái xe Đỗ Thục Hân, sinh năm 1996, trú tại huyện Đức Trọng để điều tra về tội vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Do bị can Hân đang điều trị chấn thương nên cơ quan công an chưa thực hiện lệnh bắt tạm giam. Theo điều tra, tối ngày 1 tháng 1 năm 2019, Hân lái xe taxi mang biển kiểm soát 49A-17472 chở nhóm bạn đến một nhà hàng ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tổ chức sinh nhật. Khoảng 23 giờ cùng ngày, Hân lái xe taxi đưa 5 người bạn về nhà tại xã Ninh Gia. Đến km 198+200, quốc lộ 20, xe của Hân tông vào xe máy do anh Nguyễn Văn Huy điều khiển chạy cùng chiều. Sau cú tông, xe taxi tiếp tục tông vào cây xanh bên đường rồi lật ngửa. Vụ tai nạn đã làm 3 người bạn của Hân là Lê Văn Cường, Lê Kim Thành Tuấn và Nguyễn Xuân Phi tử vong tại chỗ. Hân và 2 người bạn của Hân và anh Huy bị thương. Kiểm tra phương tiện gây tai nạn, xác định thời điểm xảy ra va chạm, xe taxi chạy với tốc độ 107 km/h trong khu vực đô thị. Nồng độ cồn trong hơi thở của Hân sau khi gây tai nạn vượt mức cho phép. Khoảng 13 giờ ngày 7 tháng 1, xe ô tô biển kiểm soát 67A-01703 do anh Lưu Văn Hậu sinh năm 1982, trú tại tỉnh An Giang điều khiển, lưu thông theo hướng Đức Trọng - Đà Lạt. Khi đến địa phận xã Hiệp An, huyện Đức Trọng trên cao tốc Liên Khương - Đà Lạt thì bất ngờ mất lái, lao vào lan can bên đường khiến xe bị lật. Vụ tai nạn làm anh Hậu văng ra khỏi xe và tử vong tại chỗ. Chị Nguyễn Thị Ngọc Phương sinh năm 1983, trú tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh ngồi trên xe bị thương nặng. Xe ô tô 7 chỗ bị hư hỏng nặng. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Công an huyện Đức Trọng đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra vụ việc. Cuối năm, gần Tết, lưu lượng xe tham gia giao thông nhiều. Vì vậy, mỗi người dân khi tham gia giao thông cần nâng cao ý thức bảo vệ tính mạng, tài sản của chính mình và mọi người. Chuyên mục An ninh Lâm Đồng đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã luôn dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.